nổi tiếng phải trả tiền cho tin tặc chuộc dữ liệu 15 triệu khách hàng. LifeLab cho biết, chưa dữ liệu khách hàng nào bị công bố trên mạng. Trước đó, công ty này đã phải trả số tiền lớn cho tin tặc để đổi lấy dữ liệu. Vụ xâm nhập hệ thống xảy ra từ tháng 10. Tin tặc đã lấy đi nhiều thông tin quan trọng về bệnh nhân gồm tên tuổi, địa chỉ, tên đăng nhập và mật khẩu, số thẻ y tế và ngày tháng năm sinh. LifeLab là phòng thí nghiệm chuyên cung cấp xét nghiệm y tế cho bệnh nhân có tiếng của Canada. Charles Brown, chủ tịch kiêm CEO công ty cho biết, hầu hết khách hàng đều ở BC và Ontario. Công ty đã thông báo vụ việc cho khách hàng, đồng thời cảnh báo các đối tác khác trong chính phủ. Trong thư gửi khách hàng, Charles Brown nói công ty đã làm việc với cơ quan bảo vệ pháp luật, mở cuộc điều tra nhưng cuối cùng đành quyết định trả tiền cho tin tặc sau khi được chuyên gia trong ngành tư vấn. LifeLab đã theo dõi các trang web ngầm, nhưng chưa thấy dữ liệu khách hàng được bán ra ngoài. Hãng này hứa sẽ làm hết sức để bảo vệ an toàn cho thông tin khách hàng. Tuy nhiên, Việc mất thông tin liền lúc của 15 triệu khách hàng cho thấy công tác bảo mật của LifeLab có vấn đề.